lúc nó thì họ tham lắm em mà, để xong thì họ tham lắm em mà. Em chẳng lấy tham đâu anh ạ. Cuộc sống em thấy cũng buồn lắm anh. Chẳng biết nói gì mà lấy vợ lười khổ lắm. Nó mệt mỏi thực sự anh ạ. Cảm giác là những cái thứ gánh nặng mình không được chia sẻ anh nhở. Những cái thứ gánh nặng mình không được chia sẻ, mình cũng không được đồng cảm. Nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu là mình không có huy la vi nhá. Nhiều lúc mình cũng chẳng biết là mình cố gắng để làm gì ấy nhở. Đấy, cho nên là anh em nào mà sau này có lấy vợ ấy thì tốt nhất là lấy được người mà người ta đồng lòng với mình ấy. Đấy. Chứ lấy vợ ấy kiểu người ta bất đồng quan điểm với công việc của mình ấy. Thành ra là anh em mình sẽ bị vất vả đấy. Đấy anh em nhá, ai đặt 90M anh em dí toàn lên. Đấy, 60 một chiếc anh em nhá, 60k một chiếc 90M. Anh em nào săn ấy, nhiều người người ta ít tuổi người ta ấy lắm chứ anh. Người ta có hướng về gia đình lắm chứ anh. Không phải là ít tuổi là trẻ con đâu anh. Nhiều người người ta sống mẹ hướng về gia đình đi. Hướng về ấy, hướng về cái gia đình ấy. Em thấy nhiều người trẻ người ta ấy lắm, người ta giỏi giang lắm, người ta giỏi giang lắm, chứ căn bản là người ta có hướng về cuộc sống hay không, hướng về hướng cho mình hay không anh hiểu không? Em nói chứ bây giờ nhiều cái thứ mẹ em thấy nhiều lúc em cũng không biết tựa vai thật. Mình căn bản là mình cũng chịu khó ấy. Nhiều lúc mình cũng chịu khó ấy. Thành ra là em nhắc phải thằng lười anh em không? Cái gì em làm, có thậm chí em like cả ngày luôn ấy. Áp lực trong cuộc sống. Cảm giác mà nhiều lúc buồn vã quá mình đéo biết chia sẻ với ai nhá. Nhiều lúc buồn quá đéo biết chia sẻ với ai, bảo hello Tuyến nổi nhá, hello em nhá. Không biết kêu ai cơ. Không biết kêu ai cơ. Không biết kêu ai trong cái cuộc sống này. Đấy. Cho nên là mỗi anh em ủng hộ em một chiếc nước hoa 90M đi anh em nhá. Làm chiếc hoa hello hiếu gà trọi nhá. Đấy, anh em nào thích cái mùi phong cách mạnh mẽ, thể sự cá tính, thể sự manly của đàn ông. Đấy, 90M rồi, vào mùa hè rồi anh em bảo. 90M mà sai. Nói vợ nó không hiểu nhỉ. Nói thì vợ nó không hiểu nhỉ. Nói thì nó lại cứ nghĩ mình như này như kia anh em. Đấy. Mà anh em phải biết là một cái người mà làm việc trên cái mạng xã hội này, nó có hàng trăm hàng nghìn cái áp lực. Đấy, không đơn giản chỉ là kiếm tiền em thật. Nếu mà đơn giản chỉ là kiếm tiền thì nó lại đơn giản quá, tại vì anh chị phải biết là trên cái mạng xã hội này anh chị biết đấy, có hàng trăm hàng vạn hàng nghìn con người, vạn vạn hàng triệu con người đấy. Cho nên là mẹ mày không có người chia sẻ cùng thì nó áp lực lắm anh em ạ. Đấy, cho nên là em nhiều lúc em buồn lắm chứ. Mọi người cứ nhìn em loại này lưu hương cả ngày anh kia này nhá, loại này lưu hương cả ngày anh kia này nhá. Nó ấy này, cái con 9PM là nhà em dành cho mùa hè thôi. Đấy, 9PM là nhà em chỉ dành cho mùa hè. Và đặc biệt những anh em nào là học sinh, sinh viên, đấy là những anh em nào hay đi làm công việc ra ngoài đường nhiều hay ra mồ hôi thì anh em đặt 9PM. 9PM này thì thật sự anh em nó phong cách của bad boy. Nó có 3 tầng hương mùi. Hương đầu của nó là hương của cam bergamot, quế, mùi táo đỏ, hương dương của anh em nhá. Đấy, anh em nào đặt thì mọi người kích vào hàng. Đấy, nhà em bán hàng anh em mình dùng từ 3-5 ngày không ok đổi trả. Đổi trả không mất ship anh em nhá. Đấy, ai mà ra hay ra đi đường nhiều ấy. Đấy, hay tiếp xúc ra ngoài trời nắng nhiều thì anh em dùng 9PM này. Tại vì 9PM này nó vẫn là một cái ẩn số anh em phải không? Đấy.